Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật 28 tháng 4 năm 2024. Hiện giờ là khoảng 9:30. Mình đang đứng trước chùa Bát Nhã. Chùa đã có lệnh trục xuất của tòa, nhưng không biết hôm nay bên trong có đông không. Mời mọi người cùng vào trong với mình xem như thế nào. Wow, chùa vẫn rất là đông như mọi ngày Chủ nhật. Chủ nhật nào cũng đông hết. Thì thật ra Phật tử họ không cần biết bên trong như thế nào. Còn tượng Phật Bà Quan Thế Âm, còn tượng Phật Di Lặc, còn chùa là họ cứ tới họ cầu ăn và mua đồ chay thế thôi. Hôm nay chùa cũng đông như bình thường như mọi Chủ nhật. Hôm nay trời nắng đẹp cho nên có thể còn đông hơn nữa. Trời hôm nay rất đẹp, không lạnh không nóng, bầu trời trong xanh. Và bây giờ mình đi vào bên trong cho mọi người xem. Lối đi tới tượng Phật Bà Quan Thế Âm luôn luôn nhìn rất là đẹp và trang nghiêm. Xe hai bên rất nhiều. Hiện giờ chỉ mới 9:30 thôi, chứ tới trưa chắc rất là đông. Cũng như mọi khi mình đảo qua một vòng thì mình nghĩ Phật tử cứ việc đi cho tới ngày nào mà không còn chùa nữa, còn vấn đề bên trong pháp lý thế nào, chủ quyền thế nào, họ không có màng lắm. Cũng như mọi khi mình đi một vòng từ bên phải qua bên trái, ghé ngang vào niệm ân đường, nơi cất giữ các hài cốt của các Phật tử. Bây giờ mình đi vào khu niệm ân đường. Đây có hoa bên ngoài nữa. Hiện giờ bên trong không có ai hết, nhưng vẫn mở cửa rộng đón. Chỉ vậy thôi. Bây giờ mình đi ngang khu bếp rất là đông cho mọi người xem. Hôm nay không biết có gặp được Nico Hệ Chiếu không. Đây là ông bán nước mía. Cũng vẫn như mọi khi. Thank you.
sau rất là tấp nập đồ đạc, khu nhà bếp, xe cộ. Hôm nay không thấy Nico Huệ Chiếu, chắc là Nico đã ở đâu đó. Đây là vào chánh điện cho mọi người xem sơ qua. Ok, mọi người cũng thấy là chùa rất là đông. Hồi nãy mình có đi ngang chùa Bảo Quang, rất là vắng. Ngược lại chùa này rất là đông. Chủ nhật nào cũng đông như ngày Tết, ngày rằm, rất là đông. Rất là vui, vui nhộn, nhộn nhịp. Đồ chay buôn bán tấp nập. Hôm nay mình không thấy Nico Huệ Chiếu. Cũng thấy một số Nico nhưng không thấy Nico Huệ Chiếu. Cũng chẳng có gì nói nhiều, chỉ muốn quay vòng vòng cho những ai ở xa muốn biết về chùa. Đặc biệt là ngày Chủ nhật sau khi có lệnh trục xuất của tòa như thế nào, chùa như thế nào. Thì nếu ai là Phật tử cũng biết rồi. Chuyện nội bộ bên trong là của chùa, Phật tử cho nhiệm vụ là tới cầu an. Còn thích ăn chay thì mua đồ ở chùa, thích ăn chay ở chùa thì mua. Bây giờ cũng còn hơi sớm. Tới trưa chừng khoảng 11-12 giờ chắc rất là đông. Đó, trước mặt chúng ta là Phật tử. Nội bộ bên trong chùa thế nào? Riêng phần họ chỉ biết tới cầu an, cúng vái cầu an. Và nếu thích ăn chay thì mua đồ ăn chay ở chùa. Trên lầu cao kia là nơi nghỉ ngơi của Thích Nguyên Trí.
mọi người thấy là quần chúng, bá tánh, Phật tử mua đồ chay rất nhiều, người nào cũng mấy bọc. Ok, thì vậy thôi các bạn, vài hình ảnh của chùa vào ngày Chủ nhật sau khi cái lần trục xuất, cũng như một bạn đã comment là chùa sẽ hoạt động bình thường cho tới ngày không còn là chùa nữa. Một ngày còn là chùa thì vẫn sẽ đông, Phật tử vẫn sẽ tới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào những video tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình xin tạm biệt nơi đây.